Hạ giá quý chị ơi, hạ giá. Căn này hồi bữa trước á, Ngọc với anh Phi quay á, là giá 4 tỷ rưỡi. Bữa nay thì chủ nói là thôi mình hạ nhiệt chút xíu để mình tiếp cận khách hàng cho nó dễ, thì em cũng đề xuất cái giá là 4 tỷ 3. Giá này thì mình cũng còn thương lượng chút đỉnh đó quý anh chị. Cái căn đường Hải Triều 20 Hải Triều đó quý anh chị nhớ lần trước mà Ngọc có quay không? Cái căn đó là anh Phi vẫn còn để cái clip đó ở trên cái kênh luôn đó. Thì ngày hôm nay Ngọc qua đây, Ngọc quay lại cái căn này à, thì cái hiện trạng bên trong nó cũng vậy đó quý anh chị, nó cũng hơi xuống cấp xíu tại vì nhà đã qua sử dụng rồi, giờ anh chủ á ảnh không có ở đây nữa, dời nhà về dưới Phú Cường rồi, nên bây giờ là sang nhượng lại căn này. Thì bây giờ trước khi đi vào bên trong quay lại đó, Ngọc sẽ nhờ anh Phi đi khu vực phía trước một cái cho quý anh chị mình coi sơ lược lại ha. Còn nếu như rõ hơn thì mình có thể xem lại cái clip cũ, chỉ có điều là khác nhau cái giá xíu thôi. Cái đây của mình thì sát bên công viên, sát bên bờ biển, mình nằm ở cái giữa của bờ biển mà quay mặt qua cái khu Vincom đó quý anh chị. Còn về bên đây á là cái bờ biển, cái view biển quay mặt vô cái khu bến tàu. Xung quanh đây là rất nhiều công viên ha. Con Đến đường đi này của mình anh, là đường Hải Triều. đến ra bờ biển cái Ok. mình giáp với ngã ba. Đó là biển đó, mọi người, biển anh chị, là từ công viên vô thì cách căn nhà là tới biển rồi. Mình cách một căn góc hà, ngã ba Hoàng Ngọc Phách với Hải Triều, thì căn mình kế căn quy to ha. Diện tích cái này là 8 nhân cho 17 mọi người anh chị. 8 Số nhân 20. 17 hướng đông nam. Ví dụ như quý anh chị nào mà hợp cái hướng chánh đông nam đó thì mình có thể mình tham khảo căn này, cơ bản á, là được cái vị trí nó ok rất là đẹp, chỉ có một cái là nhà đã qua sử dụng nên nó hơi xuống cấp, về cái này là mình phải sửa lại bên trong rồi đó. Cái này thì em cũng nói thật luôn là mình muốn ở ok là mình phải sửa lại cái bếp và phòng ngủ ở trên á. Rồi em mời quý anh chị mình vào trong nha. Vỉa hè này rất rộng anh chị, vỉa hè là 4 mét á, vỉa hè 5 mét á Ngọc, đúng Ừ. không? Vỉa hè 5 mét á. Đang check tin nhắn của khách. Cái la phong ở trước rồi còn cũng còn xịn quá trời nè. Có một cái nó bị lỗ chỗ này một cái. Cái xăng thì chủ À, vừa cái khoảng 5 hàng mét. rào phía trước thì ok lắm chứ anh chị, nên chắc chắc chắn vô cùng. Như anh Phi quay qua cái căn đối diện giùm em cái. Căn đối diện đó thì hồi năm rồi, thời điểm này em với anh Phi cũng bán cái căn đó đó. Rồi cũng hiện trạng cũng giống vậy nè. Rồi chủ cái cô khách đó là quê Vĩnh Long à, nhưng mà sống ở bên Thụy Sĩ, thì cổ mua căn đó lại với cái giá là 4 tỷ 350 đó, mà căn bên đây hiện tại của em bên đây đang kia chỉ có 4 tỷ 3 thôi, mà hiện trạng nhà lúc vô cũng vậy nè, cũng phải sửa lại hết. Thì cái căn này á, so với thời điểm trước nó đã hạ nhiệt rất là nhiều quý anh chị, nền gạch ở dưới là gạch 80-80, gạch này mình vẫn sử dụng lại được nha, nếu như mình không có nhu cầu thay thì gạch này mình vẫn sử dụng Mới được đẹp á. nó. Chỉ có một cái bếp nó tàn tạ nhung nhang quá rồi, bây giờ mình phải làm lại. Ở phía sau mình còn một cái cửa thoát hiểm ở phía sau 1 mét 2 mét gì Một nữa đó mét, một mét. đó. Có một cái phòng ở dưới, một cái nhà vệ sinh ở dưới vậy đó, nhà vệ sinh, cái phòng ở dưới. Ở đây đây đây, khỏi mở cửa kia ra, ở đây mình nhìn thấy rõ được nè, cái đó thoát hiểm phía sau gì nè, mình cũng rào lại hai bên hết trơn rồi mình sử dụng ở phía sau luôn đó, nó vậy đó. Cái này về mình sơn phớt tường lại hoặc là mình ướp gạch lên. Rồi nhà vệ sinh thì nói chung thì ở trong đó, trong nhà vệ sinh em thấy cơ bản thì nó cũng ok đó. Còn với quý anh chị mình muốn đẹp hơn thì mình về mình sửa sang lại xíu là được nha. Ở đây có thể là cái khu bên đây mình đậu cái ga ga ô tô mình đậu bên đây được nè, hoặc là bên Không, đây nè. xăng mình đậu được hai chiếc Đó, luôn á. ở phía trước cũng rất là rộng luôn. Rồi Tại bây cái giờ em lên trên nha. xăng mình từ cái xăng thụt vô nhà tới 5 mét là Ừ. nên mình hai mở cửa hai bên đậu hai chiếc được. Em lên trên cho quý anh chị mình xem nè. Cái vị trí nhà ở đây nó ok lắm quý anh chị. Em chỉ có một cái là em cũng nói rõ nói thẳng luôn, ở trong nhà nó hơi xuống cấp, về mình phải sửa lại, còn cái vị trí nhà thì rất là đẹp, rất là ok. Đây. Mình có một cái phòng ở đây vậy.
Phòng này á thì trước đó chủ nhà họ làm cái chỗ thờ cúng ông bà vẫn còn, nhìn vô cái hiện trạng nó vẫn còn nè. Ví dụ như mình về mình không có thờ, mình có thể mình tận dụng ở đây được một phòng nữa, hoặc là mình làm một cái phòng khách ở trên này nữa, một cái khu đọc sách gì đó. Ở ngoài trước còn một cái ban công nữa đó, một cái ban công luôn. Ở đây được một phòng lớn nè, phòng này thì view nhìn ra ngoài. Trần nhà rất là cao ráo quý anh chị, trần nhà cao. Cái này thì mình sửa sang lại tí xíu, cái là cái trần thạch cao là ổn nha. Một cái nhà vệ sinh riêng tư bên trong cái phòng này luôn. Trên này mình tổng cộng là mình được 4 phòng á quý anh chị. Một phòng ở dưới nên là như là nhà này là 5 phòng, diện tích là ngang 8 dài 17. Đây mình còn một cái phòng này. Phòng này thì em thấy lúc trước đó là chủ nhà họ tận dụng, họ làm cái chỗ phơi giặt ở đây nè, phòng này nè. Nó như nhà ít người không có sử dụng phòng ngủ hết đó, thì cái khu ở đây ngoài này họ để mấy cái thiết bị này là để máy giặt, máy giặt máy sấy gì ở đây, rồi trong này họ có thể phơi ủi gì. Cái phòng giặt đồ nguyên một cái phòng mà quần áo phơi giặt là nằm ở đây. Một cái hai cái phòng ngủ, một cái phòng phơi giặt và một cái phòng thờ cúng, nó bố trí rất là hợp lý. Đây bên đây một cái phòng nữa, phòng bên đây cũng có một cái nhà vệ sinh riêng tư bên trong luôn, trống hết, nói chung là đồ dọn đi hết rồi đó. Cửa là cửa gỗ, gỗ này là gỗ tốt, gỗ hồi xưa, gỗ tốt luôn nè. Của cầm xe. Gỗ tốt luôn. Thì giá giống như Ngọc nói ban đầu vậy đó, giá của căn này hiện tại chủ hạ nhiệt xuống 200 triệu là còn 4 tỷ 3, giá này vẫn còn thương lượng chút đỉnh luôn. Thì quý anh chị mình quan tâm sản phẩm cứ liên hệ với Ngọc và anh Phil hai cái số điện thoại là Ngọc có để trên clip đó để hỗ trợ quý anh chị mình. Ở đây á, là trực thuộc của phường Vĩnh Thanh Vân. Phường này á, thì tập trung ngân hàng, tiệm vàng, khu hành chính rất là đông, rất là nhiều. Đi ra bên đây là siêu thị Vincom, đi ngược về đây là siêu thị Cấp Mắc, đi quẹo qua bên kia tí xíu nữa là siêu thị Go, siêu thị Mega, nói chung là xung quanh bán kính trong vòng 500 mét, 600 mét đổ lại là siêu thị, 4 5 cái siêu thị luôn quý anh chị. Trường học thì nói chung là cũng đầy rẫy ở đây rồi. Ở đây mình có thể là mình vừa ở nè được nè, mình vừa có thể là tận dụng để mình nghỉ dưỡng, tại vì gần biển quá mà. Sát bên là ra khu bờ biển rồi, sáng mình lội ra cái mình đi thể dục ở phía trước nó rất là tốt, rất là thoải mái. Thì một cái nơi đáng sống của giá, chỉ cần là mình về mình đầu tư tí xíu ở trong nhà để cho nó đẹp lên thôi là có thể là mình đã ở được rồi. Rồi, một lần nữa, Ngọc xin cảm ơn và hẹn gặp lại.